Martin Nguyễn đứng trước lời thách thức knockout của võ sĩ Hàn Quốc. Cuộc đối đầu của Martin Nguyễn và Kim Jae-won hứa hẹn gay cấn khi cả hai võ sĩ đều thể hiện tinh thần quyết tâm cao. Ngày 14 tháng 4, cựu vô địch One Championship Martin Nguyễn sẽ đối đầu với chiến thần Hàn Quốc Kim Jae-won tại sự kiện One on TNT 2. Ngay khi thông báo trận đấu, Martin Nguyễn đã viết lên trang cá nhân rằng Jae-won sẽ chết với tôi. Giờ đây, để đáp lễ, Kim Jae-won cũng cho biết anh muốn hủy diệt Martin Nguyễn cho đến khi Martin không thể tiếp tục. Kim Jae-won nói trong chương trình Postfight của SCFP, Martin Nguyễn rất đặc biệt. Ý tôi là anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ. Chỉ cần cơ thể của Martin vẫn còn động đậy được, anh ấy sẽ đứng dậy và tiếp tục chiến. Vậy nên, kế hoạch của tôi trong trận đấu sắp tới là hoàn toàn hủy diệt cơ thể của Martin một cách triệt để. Tôi phải làm thế nào để khi anh ấy liệm đi vì một cú knockout, Martin không thể dậy được nữa? Đề cập đến lý do phải cẩn thận như vậy trước Martin Nguyễn, Kim Jae-won thẳng thắn chia sẻ, Martin rất mạnh, quá đủ để khiến tay đấm Hàn Quốc không muốn có một chút mạo hiểm nào trong trận đấu sắp tới tại One on TNT 2. Martin Nguyễn là người mà tôi muốn được đối đầu từ lâu. Tôi đã xem những trận đấu của Martin từ khi tôi còn chưa tham gia One Championship kia. Tôi tin Martin Nguyễn là võ sĩ nguy hiểm khi anh ấy đủ khôn ngoan và bình tĩnh. Martin có khả năng chống vật, chống khóa siết tốt. Anh ấy cũng là tay đấm giàu kinh nghiệm. Nhìn chung, tôi tin Martin Nguyễn là đối thủ mạnh. Vẫn là một trong những cái tên tương đối mới của dàn võ sĩ One Championship. Chỉ bắt đầu thi đấu tại đây từ năm 2019 với 3 lần thượng đài. Nhưng chiến thần Hàn Quốc Kim Jae-won vẫn là một cái tên đáng gờm. Anh là cựu vô địch giải Top Fighting Championship của Hàn Quốc. Và mới đây nhất, Kim Jae-won đã đánh bại Tetsuya Yamada, cựu vô địch ZST, một giải đấu MMA lớn của Nhật Bản. Trong khi đó, Martin Nguyễn là võ sĩ MMA người Úc gốc Việt, đã thâu tóm hai đai vô địch ở hai hạng cân khác nhau của One Championship là hạng lông và hạng nhẹ. Anh có lối đánh điềm đạm nhưng thông minh, sáng tạo, gây bất ngờ cho đối thủ và những cú đấm rất mạnh, đặc biệt là cú đấm tay phải. Martin Nguyễn đang sở hữu 13 chiến thắng trong 16 trận thi đấu chuyên nghiệp của mình, trong đó có 9 chiến thắng bằng knockout. Trận đấu giữa cựu vô địch One Championship Martin Nguyễn và kẻ thách thức người Hàn Quốc Kim Jae-won sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 4 tại sự kiện One on TNT 2.